năm 1929, có nghĩa là năm nay ông 82 tuổi. 82 tuổi. Bây giờ tôi xin nói như này, tôi ấy, tên thiệt á là Đỗ Thành Khiến, nhưng mà ngược lại vì cái hoàn cảnh khó éo le cho nên thành nó mới có cái sự đổi tên như vậy là Trần Khuyến. Và tất nhiên là họ đã sinh ra ở làng Trịnh Xá, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, huyện Đông Ngàn. Đó. Tôi đi vào Nam là năm 1934, đi theo ông chú là tất nhiên là ông Đỗ Trọng Văn. Đó. Mà đi theo ông vô làm đâu được có 3-4 năm á, thì tất nhiên là ông bị bệnh, ông chết. Vì cái hoàn cảnh ông chết á, cho nên thành ra thì là tôi phải đi làm thuê làm miếng kiếm ăn. Làm thuê thì kiếm là làm nghề bánh kẹo. Cho nên này theo nên là ở làm nhà bánh kẹo là nó được có 1 năm mà. Thì là tới năm 1948, giặc Pháp đổ bộ tới. Cho nên thành ra tôi là phải đi chạy ra ngoài miếng Phước. Chạy ra ngoài Phước thì có một mình à. Trời, không biết cái nghề gì, không biết làm gì hết. Cho nên tôi phải làm con nuôi bất đắc dĩ của ông Trần Ngọc Quân. Cho nên tôi đã làm con nuôi ông. Ở đó thì đi qua năm 49 á, 1949 á, thì ông cũng lo cho cưới vợ bị lớn tuổi rồi. Lúc ông khai tên ấy thì tôi biểu ông là Trần Khiển. Mà không biết ông nói như thế nào, hay là tới từng khi mà lấy giấy tờ về coi lại thì là Trần Khuyến. Bây giờ sai tên đổi họ sai như vậy á, mà sửa lại thì sửa không được nữa, và đành phải chịu thôi. Ông có kể về làng là như thế này ạ. Ông làm bọn con rất xúc động về cái thư của ông. Ông nói là làng của tôi là làng Nguyễn Xá, có 3 cây kéo đầu làng, gần ga Chùa Dặm, thuộc huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Nhớ từng chi tiết hết đấy. Tính đây làng thì ở đằng trước là làng thì có 3 cây kéo lớn. Đó, mà làng thì làng Nguyễn. Tới năm 1932 thì là tôi rồi cái bà mẹ bà với tôi đây nè, còn cái đây là người chị đó, là ví dụ tôi vẫn được có liên hệ gửi về nhà thơ từ này kia nọ, nhưng mà không có ai mà trả lời cho chính xác hết. Tấm hình này là được chụp năm 1932, tức là cho đến nay là đã 80 năm rồi, gần 80 năm rồi ạ. Và nó đã theo ông Khiển từ lúc 14 tuổi cho đến tận bây giờ, ông vẫn giữ được bức hình này. Tôi vẫn giữ thôi. Xúc động nhất là mẹ thì cũng mất rồi vào năm 1932, người chị cũng mất rồi, còn mình ông thôi. Và tất nhiên là còn cái làng. Cháu tin rằng là ở phủ Từ Sơn á, mà nay nó cũng có một vùng là Từ Sơn, thị xã Từ Sơn, chắc chắn phải có một cái làng nào đó mà hồi xưa đã từng tên là làng Nguyễn Xá. Nguyễn Xá. Dạ. Anh có 3 cái quéo thôi. Dạ. Ông xem nhé. Xuôi đường cũ về xứ Kinh Bắc, đến cửa ngõ phía bắc của Hà Nội, rẽ phải là Đình Bảng, rẽ trái là Châu Khê. Từ Sơn là vùng văn hóa lâu đời của dân tộc Việt, làng ở đây đã được lập từ 2.500 năm về trước. Tên huyện Từ Sơn có từ thời Trần. Cho đến ngày nay, Từ Sơn được mang tên thị xã, đất chật người đông và loại nhất trong cả nước. Các làng cổ dần xưng danh làng nghề. Không chỉ tên gọi mà không gian, môi trường cũng đã khác. Thì Nguyễn Xá thì là tên cổ, tên gốc. Thế và nó có tên Nguyễn Xá thì sau này là đổi tên là thành Trịnh Nguyễn. Thế và đặc trưng của Trịnh Nguyễn thì là nó có gọi là Trịnh Ba Cây. Trong số 61 km vuông của đất Từ Sơn, nhất định phải có làng Nguyễn Xá trước kia. Trong 18.000 hộ dân, riêng một phường Châu Khê, hẳn phải còn ai đó chung dòng máu với ông Đỗ Thành Khiển. Làng này là làng Nguyễn Xá, thuộc xã Trịnh Xá, năm 1949, còn kết hợp với xã Khánh Hòa, thì thành xã Châu Khê ngày nay. Và đến năm 2008, theo quyết định nghị định số 01 của chính phủ thì đổi tên thành phường Châu Khê thuộc thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Vậy thì cái hình ảnh này anh nghe thêm có quen không nhá? Thôn Nguyễn có đình làng thờ thần hoàng gần làng Đa Hội, cách nhau bởi con ngòi. Đây chính là con sông này, đây là sông Ngũ, huyện Khê.
sông này gọi là sông Nguyễn Khê. Dạ. Và... rồi sau đó thì chính giữa trước mặt thôn có ba cây quéo to. Ba cây quéo to, đúng rồi, có ba cây quéo. Hiện tại bây giờ vẫn còn một cây quéo ở đằng góc làng đằng sau nè, có một cây quéo. Vậy là trong cái vòng bán kính này là nó là bao nhiêu cây số ạ? Vòng bán kính từ tính từ đồng kỵ này. Tính từ khoảng tầm 4 cây số. 4 cây số đổ lại. À, 4 cây số nó xung quanh trở lại. Vậy là trong trí nhớ của ông Khiển ấy thì là trong vòng 4 cây số là ông nhớ rất là rõ. À. Và cho đến bây giờ thì nó thành phường Châu Khê và trong đó có làng Trịnh Xá. Chính là Trịnh Nguyễn, đó là chính là làng của ông. Ông không tìm được quê là bởi vì là địa danh đã thay đổi quá nhiều rồi. Nhưng mà đất thì vẫn còn ở đó và người thì vẫn còn ở đó. Đúng thế, đúng rồi. Vâng. Vâng, nhưng mà vừa rồi thì chúng ta mới chỉ có đến được là Ủy ban Nhân dân của phường Châu Khê thôi ạ. Làng thì cũng còn rất là gần đấy thôi. À, biết là làng Nguyễn Xá của ông Khiển là rất là gần rồi, nhưng mà chúng tôi rất là hồi hộp bởi vì 70 năm đã trôi qua rồi, không biết còn có nhận ra làng được nữa không? Không biết thì bây giờ là thay đổi như thế nào, chứ cái hồi đó thì ở trước mặt làng á thì có cái ba cây quéo to này. Phó Bí thư Châu Khê kể rằng ba cây quéo vốn đứng tại đây cả thế kỷ. Năm 74, cây cuối cùng mới gục ngã. Các cụ già trong làng gieo 6-7 mầm xà cừ, rồi thế nào mà cũng chỉ có sống được đúng 3 cây. Vậy là vẫn còn đúng 3 cây, như là để cho truyền thuyết về làng 3 cây được tiếp diễn. Và đây là ngôi đền cổ của làng Nguyễn Xá ngày xưa, và đây là làng Trịnh Nguyễn, phường Châu Khê. Khi ông cụ Đỗ Trọng Khiển đi ra đi thì ngôi đền này đã có rồi. Trước làng có một dãy ao, đây là dãy ao nằm ở phía nam của làng. Từ ngày xưa các cụ đã có ý tưởng là đây là cái ao để điều hòa cái không khí mát cho cả làng này. Đây là con địch. Nhà mày là có một ông tên là Khiển. Coi như là một trận như là gió xoáy, như là coi như là ông mất tích. Từ ngày giờ là không có tin tức gì nữa. Tức là mất tích trong một trận gió xoáy. Vâng. Chuyện về ông Khiển rời làng cũng trở thành truyền thuyết nốt. Người làng thường sống rất thọ mà minh mẫn. Ông Quản Đạt bây giờ còn có cái Khiển hay là anh gì đấy? Còn có anh ấy gì? Đi Nam bao năm rồi. Ông cụ sinh ra là Đạt này, Độ này, Đệ này, Thông này, Văn này, Vũ này, Quy, Ni, Phượng. Ông ấy khối tuổi rồi. Tôi 90 tuổi là tôi biết. Còn những các bà mới có 7 mấy, 6 mấy thì biết. Bây giờ gia đình như thế nào, còn đâu có ông Địch đây này. Đường xương cá này dẫn vào xóm Điếm, nơi trước kia có nhà cụ Quản Hạt và các con. Tứ thì cũng là con nhà cô. Với anh Khiển ấy là con cô cậu ruột. Tôi với ông Khiển là trước đây là ngủ với nhau. Lúc bé là ngủ với nhau nhiều lắm. Đấy. Bây giờ ông cậu tôi là ông làm quốc. Sau thì ông mới vào Phan Thiết làm. Thì ông đem cháu vào. Thì ông quản nhà tôi chết rồi. Không còn ai nữa. Thì ông mang cháu vào cho ông ấy. Tôi thì... Làng này nệ cổ. Đến tuổi mà các cụ cũng thường tự hào đôn lên một chút. Thì đến lúc bấy giờ là liền hàng xóm ở đây. Thì tôi là hơn ông ấy 4 tuổi. Hơn ông 4 tuổi thì vẫn chơi. Thì cứ tôi cứ cạnh là tôi là chị. Ông Khiển có nhắc trong đơn rằng ông có hai người em, con chú, tên là Tống và Địch. Đây là nhà ông Địch. Trước kia ông làm công nhân đường sắt ở ga Từ Sơn. Này các con ông làm nông, nhưng tiêu pha thì chủ yếu nhờ vào gia công hàng gỗ cho làng Đồng Kỵ. Còn ông Tống, là liệt sĩ. Rằm tháng 7 năm 1947, du kích xã đang họp mật ở trong đình làng thì Tây phục kích. Ông Tống liều mình lao ra vật nhau với Tây, cứu cả nhóm đồng chí, nhưng ông thì hy sinh khi còn chưa kịp có gia đình.
Đình làng là nơi các truyền thuyết về làng được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hàng năm, vào đúng ngày giỗ tổ Hùng Vương, làng lấy làm ngày lễ thành hoàng. Ở đây lại tổ chức trò chơi dân gian như đấu vật, trọi gà, thi nấu cơm. Làng còn có một gánh quan họ để đi thi, mà trẻ nhất là một chị ba mới học lớp 12. Còn người dân trong làng, ai cũng biết hát. Tống đấy ạ. Tôi đã chết rồi. Sao mấy chục năm như vậy là từ năm 1942 đến nay. Hôm nay thì đoàn đại biểu từ làng nhà chị Nguyễn, tức là làng Nguyên Xá hồi xưa ấy, từ Bắc Ninh đến đây thì là dẫn đầu là ông Đỗ Trọng Cự, 85 tuổi. Ông Cự thì chính là ông Địch hồi xưa đấy ạ. Hồi xưa thì làng Nguyên Xá có một cái truyền thống, tức là pháp đô hộ, nhưng mà làng Nguyên Xá quyết không có khuất phục, cho nên cụ đệ đã đặt tên hai con là ông Tống và ông Địch. Ông Tống thì là liệt sĩ, ông Địch thì sau này khi mà hòa bình lập lại thì ông Địch có đi làm công nhân. Và tên là Địch thì làm sao mà phấn đấu được ạ, cho nên là ông mới đổi tên ra là ông Cự. Đấy nó cũng chỉ là một câu chuyện vui vui, và nó chỉ là một trong hàng ti tỉ những cái câu chuyện vui vui mà nếu mà tổng hợp lại thì nó có thể góp cho cái hồn vía của làng, nó làm cho làng trở thành bất diệt trong lòng của người con của làng hiện đại. Đại gia đình. Vâng, như chia sẻ của chị Ly trong đêm nay thì còn có một câu chuyện nhớ làng khác nữa mà quý vị khán giả hãy cùng lắng nghe bây giờ. Một ngư dân tại Cam Ranh, Khánh Hòa, anh đã gửi thư cho như chia sẻ của chị Ly và nhờ chúng tôi tìm giúp cho quê hương của một cụ bà năm nay đã 89 tuổi, đó là cụ bà Phạm Thị Tý. Xin mời anh Tuấn ạ. Tôi đi biển cho ông anh rể của tôi là cũng ở là xóm Lăng ông đó, đó. Hằng ngày tôi đi biển á, là đã mười mấy năm tôi đi biển ở ông anh rể tôi ở đó. Tôi thấy các cái bà là tại sao bà là người Bắc mà ở khu vực của tôi là người Nam không à, mà lại có chồng ở đây, có đứa con ở đây. Tôi mới hỏi nói bác sao bác người Bắc mà bác lại ở có chồng ở trong Nam đây, mà giờ gia đình bác ở đâu? Các bà mới nói là tôi là quê ở Thái Bình, tôi đi theo cái ông hồi thầy pháp thuộc á, tôi đi theo cái ông tên ông Thừa. Tôi đi năm 12 tuổi, mà tới nay đã 8, hồi thời điểm đó là 88 tuổi là tôi không có về quê được. Tôi mới nói là thôi là để bác, con có coi chương trình như thế này của chị Ly, để con viết thư con tìm dùm cho bác cho. Mà Thái Ninh Tổng Các Đàm, còn ba tôi là ông Phạm Văn Thế, còn mẹ tôi là bà Hà Thị Lớn. Tôi có hai người em, một ông là tên ông Mầm, một ông là tên ông Cấm, ông Cống. Còn một người em nhỏ là lúc tôi đi 12 tuổi là mới nhỏ, là chưa có biết tên, nhưng mà cái ba ngón tay á họ lại dính liền với nhau lại đó, liền nhau lại rồi nó để được rồi, thôi rồi con cũng để con nghỉ biển, con xin nghỉ biển, con viết thư, con đi, con lên bưu điện, con tìm giùm cho. Cái là cô đó bà mới gửi là xin ba, anh Tuấn ạ. Ở đây có một gia đình và nhận ra là câu chuyện của anh nói bà Phạm Thị Tý chính là người nhà của gia đình. Đúng vâng, không ạ? Đúng ạ, đúng dạ. ạ. Vâng. Người mà bà Tý đang tìm về đó là người thứ nhất tên bố tên là Phạm Văn Thế. Phạm Văn Thế đúng người rồi, thứ đúng hai rồi. Là em ruột của ông Thế tên là ông Phạm Văn Tá. Thì hai đúng, người đúng, này đúng, cùng đúng, mất đúng, rồi. Có Phạm Văn Tá. Vâng. Phạm Văn Thế thì đúng, sinh đúng, ra đúng, rồi. Ra bà Tý và à. Ông Tá thì sinh được người chồng của chị này. À. Hôm nay chị rất anh rất yếu không vào được cho nên chị xin thay thế. Còn dạ. Tôi là tên là Hà Minh Công, là con của ông Cư mà chị gọi là ông cậu ruột. Đấy, là ông Hà Văn Cư. Trong gia đình chúng tôi thì không còn ai ngoài hai ba anh em chúng tôi nữa, cho nên là tôi được
sống gần với bố nhất. Bố tôi nói lại và ủy quyền lại cho tôi về việc tôn thờ gia tiên và đồng thời đó là giữ gìn dòng họ trong gia đình. Bố tôi và chúng tôi cũng nghĩ là chị tôi đã mất. Thế thì chúng tôi trong cái thời gian mà năm 75 trở lại đây thì cũng có là nhờ các cái phương tiện để tìm kiếm nhưng mà không có hồi âm. Chú là chú không có, chưa được gặp bà Tí bao giờ đúng không ạ? Chưa bao giờ được gặp. Dạ. Vâng. Nhưng mà lại cứ luôn đi tìm chị như thế ạ? Vâng đấy, cứ luôn do bố kể lại. Dạ. Mà chương trình Như Chơi Cuộc Chia Ly đã ghi tại Cam Ranh Khánh Hòa khi mà nhận được đăng ký của anh Tuấn và đã đi tìm ngay cho gia đình mình. Xin mời bác Công sẽ theo dõi hình ảnh sau đây bác Công nhé. Dạ. Anh Tuấn dẫn Như Chi Hề của Chi Ly đến nhà người con gái của bà Tí. Nhưng mà thấy mời tôi có dặn bẻ rồi. Hơn một năm nay, bà không còn đi đâu ra khỏi chỗ này. Hy vọng lần nữa nhìn thấy quê hương coi như phải đập bỏ. Hồi đó tôi còn, nó mổ đi Sài Gòn nữa. Con cho người ta. Thừa, tên ông Thừa. Ông Thừa. Ông Thừa là ai vậy ạ? Tên ông Thừa chứ ông Thừa là ai? Dạ. Ý ông là người thì ông người quen cũng như là cái nhà tao đây thì nhà ông ở chỗ kia kìa, sang đây vợ của ông trúng gió thở đêm hồi đêm chết đó rồi tôi à, người ta đi một nơi ông đi mà ngã giờ chẳng biết ông ở đâu, tao cũng chẳng biết tao ở đâu. Bà Tí theo một gia đình người làng vào Nam nhưng vừa đến nơi đã tan tác do người vợ bị mất. Bà đi làm cu li trên cao nguyên, dần dần mới chạy xuống vùng biển Cam Ranh này. Bà làm nghề chăm người đẻ cho đến mấy năm gần đây mới thôi. Bà có một người con trai và một người con gái. Giờ con có qua bên đâu vậy? Nói em có đi ra đó, là cha mẹ tao ở ngoài đó mà. Cứ đi thì ta dặn là cứ đi. Đến cái nhà thờ đó, đi qua nhà thờ thì đi lại đến đó. Đây, hình này là do những người họ hàng của bà gửi từ thành phố Thái Bình vào. Nhà thờ kia xây năm 1930, cách làng 5 cây số vẫn thấy lừng lững. Bầu nước này tưới mát cho cả làng. Trong 70 năm tha hương, không biết bao nhiêu lần bà đã trở về quê trong tưởng tượng mà trí nhớ vẫn còn rõ ràng đến thế. Đi mà. Cây số nữa là cái cây tre nó to như cái cây dừa kia kìa, đó đứng xuống vậy là con trồng cái bụi tre, cái bụi đó con lại nó con chẽ được xuống đường dưới rồi chẽ xuống đường con đi một cơ độ gần nữa cây số nữa là con xuống đó là con ngó thấy cái đường con chẽ vô cái đó thôi, chẽ vô là nói họ người ta hỏi là tôi đi đâu hỏi thăm vợ chồng là thế, hỏi thăm nhà anh Mầm ở chỗ nào nha, hỏi thăm nhà anh Mầm chỗ nào là nó ra liền này, có nó ở nhà thì nó ra liền, thằng cống nó ra, tao mà khỏe như mày tao đi liền, tao nhảy xe tao đi liền. Người đi là bà chưa có đường về quê, người ở là cha, em Mầm, em Cống, chú Tá, cậu Cử của bà đều đã không còn chờ được nữa. Ông Mầm và ông Cống đều mất sau khi bà đi chưa được mấy năm, nhưng bà nào có biết. Tôi hả? Về nói rằng thì là Phạm Thị Tí nghe. Phạm Tí Nam nhắn là chị ruột của em đó. Giờ nắm về xem mạnh giỏi không? Mấy đứa em được mạnh giỏi không? Chú con được mạnh giỏi không? Vậy thôi. Chị giờ không về được. Em ở nhà thì em mạnh giỏi thì em làm em nuôi em thờ phượng cha mẹ. Thì em nhớ nhau sao không nhớ được. Cha mẹ chết hết rồi nhớ ai đâu. Có ba anh em nuôi nhau đâu có ai với ai đâu. Nhưng mà bà đang xem chương trình đấy ạ, cho nên bà đang nghe chú nói đấy. Chú nhìn thẳng vào ống kính đi, chú nói chuyện với bà đấy ạ. Chị Tí ơi, chúng em đây là tất cả đại gia đình ta
nội có, ngoại có, và cũng là đại diện vào đây với mong nguyện vọng là đưa chị về quê để thăm lại quê hương lần cuối cùng. Vì rằng năm nay chị đã 88, 89 tuổi rồi, chúng em đây là thế hệ với chị, chứ còn cha mẹ hoặc các cậu là không còn ai nữa, các cụ đều qua thời cả rồi. Nguyện vọng của gia đình là muốn đưa chị về quê, chị cố gắng giữ gìn sức khỏe và chúng em đưa chị về quê. Và đây là món quà mà ngày xưa chị đi ở làng mình là chỉ có cái này, là quả ổi bo, là chính xác là sản phẩm của quê hương lúc chị đi là có rồi đấy. Thế nay thì chúng em mang vào để chị nhớ lại quê hương, và đồng thời đây là ngôi đền thờ Thành Hoàng, là bố chị và những người ở trong làng đều có công xây dựng. Khi đó chị còn đang ở nhà, chị biết đấy, lúc bấy giờ thì là chỉ nhỏ thôi, nhưng đến bây giờ là đến là đã được nâng cấp, trùng tu nâng cấp đấy. Và qua ngôi đền này khoảng 30 mét, đây là con cầu tre để vào nhà mình đấy, vào nhà ba nhà mình là nhà cậu Cư, nhà chú Tá và nhà chị đấy. Đây là bàn thờ mà thờ gia tiên mà cậu Cư để lại, bây giờ em là công đang tôn thờ và gìn giữ. Còn đây là đại gia đình ta, cậu ba là người ngồi giữa đeo kính đấy, cậu không còn đủ sức khỏe, cũng không còn trí minh mẫn để mà vào đưa chị về được. Là em út của bà. Vâng, là em út của bà đấy. Còn còn Phạm Văn Mầm với Phạm Văn Cống thì đã mất sau khi chị đi được vài ba năm gì đó, là theo cậu Cư kể lại. Đây là hình ảnh người em trai của chị đấy. Như vậy tức là không thể mang cả làng vào để mà mang cả làng vào cho bà Tí được. Nhưng mà mình cũng đã mang được hình ảnh của làng, cũng như là mang được ổi bo vào cho bà. Đúng không ạ? Như bình thường ấy thì là ngay sau cái chương trình này thì gia đình sẽ theo anh Tuấn đi về Cam Ranh để mà gặp lại bà đoàn tụi và Phạm Thị Tí. Nhưng mà bây giờ thì thôi, không đi nữa. Thôi mình sẽ không đi nữa. Vâng, mình không đi nữa là bởi vì là bà đến đây rồi, bà sốt ruột quá. Người ai biết tôi còn không. Trời ơi, chị đang ở đâu được mình. Em là con trai cậu Cư đây. Còn đây là chị em dâu là con chú Tá đấy, con chú Tá, con chú Quạt đấy. Còn đây là em gái đây này. Em gái đây, em gái là của mẹ sau đấy. Đây mà cháu đấy, tất cả nhà mình đây là rất là đại diện này. Đây là con cầu Cư này, em của chị đấy. Bây giờ gia đình mình chỉ còn đại diện thôi. Thì chị mạnh khỏe như này, chúng em mừng lắm rồi. Ôi giời ơi, thì ra tôi bên ngân hàng Đông Nam Á là rất là hân hạnh được tặng cụ một cái sổ tiết kiệm, cái cụ có cái lộ trình nó đi về quê. Vâng, xin cảm ơn ông Phạm Xuân Đỉnh, giám đốc của văn phòng đại diện Sibank tại Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chúc mừng gia đình. Sau mỗi một cuộc đoàn tụ là những cuộc đời mới trọn vẹn hơn, nên là cũng sẽ khấm khá hơn. Đối với những cuộc đoàn tụ mà khó khăn nhất thì ngay sau cuộc đoàn tụ, chúng tôi chương trình còn mang đến một chất xúc tác khác nữa. Đó là một khoản tiền đủ để đi thăm thân nhân, để mà chữa bệnh, để mà học lấy một nghề, hoặc là để mua lấy một con bò, hoặc là sắm một cánh hàng. Gần một năm nay thì Như Chê Hiểu của Chi Ly đã phối hợp với Sibank để trao những cuốn sổ tiết kiệm. Trị giá của chúng là 15 triệu đồng, nhưng mà thực tế thì ý nghĩa của chúng còn lớn hơn rất là nhiều. Trong lúc chúng ta ngồi đây, phút giây có ai giật mình nhận ra ai? Trong lúc chúng ta ngồi đây, phút giây có ai giật mình nhận ra ai? Anh Võ Văn Hùng đi lạc năm lên 6, khi theo chị lên Thành phố Hồ Chí Minh tìm mẹ
anh được ông Võ Văn Ri, nguyên trưởng ban thanh tra đảng Long An đón về nuôi. Qua nay chị hai với má vô mừng hết sức. Gia đình anh Hùng tan tác sau ngày đó, má lưu lạc trên thành phố chữa bệnh, bà mất tại bệnh viện, chị hai lang thang được một chú bộ đội đón ra Bắc làm con nuôi. Em thứ tư cũng được một gia đình đón về Thái Bình nuôi. Riêng anh Hùng biết tới chương trình là nhờ người viết đơn cho thật với tấm lòng mình rồi gửi và chờ đợi. Vợ chồng chạy chiếc ghe bỏ hàng từ nửa đêm đến tối nuôi hai con. Như chưa hề có cuộc chia ly, tới Long An vào ngày mà cả má và chị hai đến thăm anh. Em bảo đúng không, em bảo chị Nguyên là má bảo đúng thì dắt em về luôn. Cuộc đời chắc chắn là đổi khác với anh Hùng từ sau ngày gặp lại mẹ. Nhưng trở về với cuộc mưu sinh, vợ chồng vẫn đối mặt với xăng lên giá, thịt lên giá, nợ chục triệu. Tết mà mở cho chị cho hay hen, mừng dữ lắm. Người bán xiết mà lúc đó không có tiền nữa, phải mua thịt heo thì mua thiếu, mua đồ thiếu, đặng bán, đặng lấy số vốn ra đặng mà đi. Nhờ chương trình cho tiền hen lại em quay qua mượn, cái mượn số vốn của bạn hàng. Mượn số vốn. Dạ. Quá. Rồi cái nếu mà từ hôm đó nay mà không có số tiền đó là em cũng không biết làm sao. Gần một năm qua, Sibank đã hỗ trợ đến nay là 10 sổ tiết kiệm. Với một ngân hàng lớn, giá trị đồng tiền nằm ở chỗ đích đáng. Và những sổ tiết kiệm này thực sự đã cùng với cuộc đoàn viên làm đổi đời cho nhiều người ly tán đã tìm đến với chương trình. Thưa quý vị, và tiếp theo là thông báo tìm quê của ông Sược và quê của bà Di. Và anh Võ Văn Hùng là đứa con trong ba đứa con cuối cùng lưu lạc của bà Di đã đoàn tụ với gia đình vào ngày mùng 3 Tết. Ngày anh thất lạc cũng chính là ngày ba anh tự đi lên bệnh viện và đã mất ở đó. Không một người thân thích bên cạnh. Quê ông ở đâu, họ hàng còn những ai và chưa biết. Bà Di chỉ biết là ông tên là Nguyễn Sược, sinh năm 1943, quê ở miền Trung, bị bắt lính đóng tại Sài Gòn. Một lần bà Di đọc thẻ căn cước của ông Sược thì thấy là ghi quê quán là ở xã Hưng Hòa, làng Hưng Đán, Hòa Vang, Quảng Nam. Đó là quê nội, còn quê ngoại của bà Di không biết chính xác là quê mình ở đâu. Chỉ biết ba mẹ là cụ Nguyễn Văn Đậu và Trịnh Thị Đường. Bà Di có các chị em là bà Thử, bà Lùng, bà Thị và bà Côi. Và chúng tôi mong nhận được thông tin về dòng tộc của hai ông bà. Xin quý vị và các bạn hãy lên tiếng. Xin cảm ơn. Đây là hình người cần tìm. Ngô Lê Thanh Hiếu, sinh năm 1967, thất lạc rạng sáng ngày 29 tháng 3 năm 75 tại Bệnh viện Bài Lao, Sơn Trà, Đà Nẵng. Đêm đó, gia đình bà Lê Thị Gái và ba Ngô Hường đang tạm trú trong bệnh viện, nơi ông Hường làm y tá. Lúc 12 giờ, đột nhiên hỏa hoạn xảy ra, điện bị cúp, mọi người lao ra khỏi bệnh viện. Bà Gái bồng hai đứa em của Hiếu là Thảo và Nhân ra trước. Khi quay lại, không thấy Hiếu đâu nữa. Người ta kể có người đã dẫn một bé trai đi. Khi đó, Hiếu đang học lớp 2 trường Thuận An nên còn mặc nguyên quần sóc xanh, áo trắng, bên ngoài khoác áo len xanh đậm. Lúc nhỏ, Hiếu sống ở Thừa Thiên Huế với ông bà ngoại, có cậu Mãi cột tay. Năm nay anh Hiếu 45 tuổi. Ông Trịnh Văn Anh và bà Huỳnh Thị Lãnh cùng gia đình 36 năm nay đi tìm con gái Trịnh Thị Kim Tuyến, sinh năm 1970, thất lạc tại bến cảng Cam Ranh, Khánh Hòa vào ngày 31 tháng 3 năm 1975. Kim Tuyến là con thứ ba trong gia đình có 5 anh em gồm Dũng, Quan, Tuyến, Thảo và Thu. Trước năm 1975, gia đình sống tại Tam Kỳ. Vào ngày 28 tháng 3 1975, gia đình nghe tuyên truyền và sợ hãi, theo dòng người chạy ra Đà Nẵng, từ đó lên xà lan ra khơi rồi được chiến hạm kéo về cảng Cam Ranh.
Đến nơi, tình hình rất lộn xộn. Tuyến lúc bấy giờ mới 5 tuổi, mặc chiếc váy đầm đứng bên đường. Lập tức có người tưởng là trẻ lạc, bèn bế Tuyến đẩy lên một chiếc xe GMC. Ba mẹ và các anh chị em lên chiếc xe sau. Từ đó là không còn gặp Kim Tuyến nữa. Bà Đỗ Thị Thanh, người Đà Nẵng, năm nay 70 tuổi, tha thiết tìm lại chồng và ba người con, thất lạc từ bến cảng Tiên Sa cuối tháng 3 năm 1975. Vào thời điểm đó, gia đình nhỏ 5 người của bà cũng mất bình tĩnh mà theo dòng người đổ từ Đà Nẵng ra bến cảng Tiên Sa và lên tàu. Chen lấn ngột ngạt, bà ngất xỉu. Khi bà tỉnh dậy thì không còn thấy chồng và ba con đâu nữa. Chồng bà, ông Đinh Văn Thái, sinh năm 1939. Ba người con là Đinh Văn Bảo, lúc đó 6 tuổi, Đinh Thị Bích Vân, 3 tuổi và Đinh Thị Bích Thủy, 2 tuổi. Gia đình ông Phạm Thế Vinh và bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, còn gọi là Tuyết, nhờ Như Chi Hề của cuộc chia ly tìm kiếm đứa con trai 3 tuổi tên là Quốc Thuần, thất lạc tại sân bay Đà Nẵng cách đây 36 năm. Lúc 3 giờ chiều ngày 29 tháng 3 năm 75, bà Nhung đưa các con chạy ra sân bay Đà Nẵng. Khi chiếc máy bay Boeing hạ cánh, hỗn loạn bùng lên, gia đình bà Nhung tưởng một người lính đã bế Quốc Thuần lên máy bay rồi. Nào ngờ không phải. Thuần lúc đó gần 3 tuổi, có vết sẹo lồi ở chân do hồi nhỏ truyền máu. Răng bị sâu, có một lỗ đen giữa hai răng cửa. Thêm một trường hợp thất lạc tại sân bay Đà Nẵng vào thời điểm hỗn loạn đó là bà Phạm Thị Gái, người trong ảnh. Ngày đó, gia đình cũng vì hoang mang, thấy người ta chạy thì cũng chạy. Đến sân bay, một nửa gia đình rớt lại, vài người chen lên được máy bay vào Sài Gòn, sau ngày giải phóng lại quay ra Đà Nẵng. Chỉ thiếu của bà Phạm Thị Gái. Bà Gái dáng người nhỏ, da ngăm đen, nói giọng Huế. Thưa quý vị, tổng đài của Như Chê có cuộc chia ly 0862647777 luôn chờ đợi những thông tin mách bảo từ phía quý vị và các bạn. Và tổng đài do đội tương tác VNG trực trong các ngày trong tuần trong giờ hành chính và sáng thứ bảy. Tổng đài sẽ có 3 đường dây hoạt động song song sẽ giúp cho quý vị và các bạn cách đăng ký để tìm kiếm thân nhân. Xin quý vị và các bạn hãy lên tiếng nếu như quý vị và các bạn nhận ra mình hoặc nhận ra những người thân và những người mà chúng tôi đang cần tìm kiếm. Xin được nhắc lại 0862647777. Xin cảm ơn. Người phụ nữ này khoảng 49-50 tuổi, có quê cha ở Tiên Phước, Quảng Nam. Mẹ mất sớm, chôn ở gốc cây gạo, rồi cha cũng qua đời. Các anh chị đi du kích cả. Chị là Út, ở nhà với dì Tưởng. Năm 1968-69, Mỹ xúc dì Tưởng và chị cùng dân làng lên Chu Lai, ở đó gặp người anh họ. Người anh này dẫn chị cho đi làm con nuôi. Từ đó mất tin tức về gia đình. Huế là có để lại cái chứng căn cước của ba tôi nhưng mà sắp hết. Vì sau lưng của cái căn cước đó là chỉ có chữ Tiên Phước thôi, chứ không biết là... Người phụ nữ này khoảng 42 tuổi, ở vùng Trũng, tỉnh Quảng Nam. Lạc mẹ và em trong một chuyến chạy loạn trên đường nhựa, lúc chị mới 5 hay 6 tuổi. Má nó là ba đi làm thợ điện, ba có răng vòn bên khóe miệng. Có một hôm là mẹ dẫn tôi đi, mà không thấy anh chị, mà không thấy ba, chỉ có mẹ với em với tôi. Dẫn đi ra một đường cái nhựa, rồi người ta thì đông lắng chen biết mái, còn má thì bồng em lên xe, tôi thì lên không được. Từ đó là tôi xoa má. Đó là tôi vào năm 1972. Mẹ tôi là tên là Nguyễn Thị Thuận, còn gọi là Nguyễn Thị Vân, quê ở Bến Tre. Có theo chị gái của mình ra thành phố Đà Nẵng sinh sống. Thì trong thời gian đó thì có mang bầu và sinh tôi vào mùa thu năm 1972. Sau đó thì mẹ tôi vì hoàn cảnh đã cho tôi tại tiệm cắt tóc Trang Dung. Năm nay, anh 40 tuổi, mong tìm mẹ Thuận, tức Vân,
người Bến Tre, năm nay khoảng 58-59 tuổi. Người chị gái của mẹ có tên là Nguyễn Thị Tâm. Khoảng 5-10 ngày trước khi Đà Nẵng được chính quyền cách mạng tiếp quản, một gia đình có người con gái giữa bị thất lạc, chính là người phụ nữ này. Cô bé theo chị sang nhà hàng xóm chơi, rồi chị về trước. Cô bé mặc đồ KT xanh, cổ đeo vòng bạc, nói tiếng Huế. Em hồi nhỏ, ba mẹ em gọi em, thường gọi Hương Hương gì đó. Em cười có hai lống đồng tiền. Và khi em khoảng sinh năm 1971. Xin được mời anh Chính ạ. Tôi thất lạc gia đình đạt 36 năm. Lúc đó tôi bé khoảng 2-3 tuổi. Địa điểm tôi thất lạc là từ ngã ba Huế cho đến cổng phi trường Đà Nẵng. Đó là trưa ngày 26 tháng 3 năm 75. Tên mà Nguyễn Đức Chính là những thông tin anh biết được về mình là do cha mẹ và người cô nuôi kể lại. Và lúc bấy giờ là cháu Chính chừng cỡ đến 2-3 tuổi. Khi đi lúc đó là cháu mặc bộ đồ KT màu trắng, cổ áo lính thủy và có viền màu tím. Lúc khác thì cháu Chính thường gọi là mẹ nội O Phú. 29 tháng 3 năm 1975 đúng không ạ? Đúng trưa ngày 29 tháng 3 năm 75, một người dân Sơn Trà đã nhặt được một bé trai chừng 3 tuổi gần trường Hoàng Hoa Thám, quận Sơn Trà. Bà có kể là hồi đi là người có mặc ố cái như gà nút một bên này, ố cái ba tàu gà nút một bên, ố xanh, quần sọt caro, chân đi xanh đanh. Trên tay có cầm một cái nắm vú và một tay là cầm một cái gương mát. Người thì ốm, trắng, tóc thưa, màu son. Thưa quý vị, có những cuộc đoàn tụ diễn ra mà nó trong chương trình DJ của Cuộc Chia Ly mà nó thực sự là viên mãn. Bởi vì rằng là cuộc đời của những người đó thì chỉ còn thiếu đúng một ngày gặp lại đó thôi. Và đó lại là phần quan trọng nhất trong cuộc đời của họ. Phải nói là DJ của Cuộc Chia Ly cũng đã chứng kiến một số cái cuộc gặp lại viên mãn như vậy. Và hôm nay chúng tôi mời đến trường quay gia đình của ông Trương Công Bạc và Trương Thị Quế và em Mai Phương, mà chúng tôi vẫn cứ quen gọi tên cũ là em tên là Thủy. Xin chào cô chú ạ. Dạ. Cái cuộc đoàn tụ của gia đình mình vào tối ngày mùng 3 Tết là cái cuộc đoàn tụ nó rất là nhiều điều kỳ lạ đúng không chú? Thật ra là gia đình chúng tôi được đoàn tụ vào ngày mùng 3 Tết, đó là cái cuộc đoàn tụ là vô cùng kỳ diệu. Dạ. Kỳ diệu ở chỗ là không phải là con tôi từ cõi chết trở về. Gia đình tưởng chừng nó đã chết rồi, lo cái là nó việc thờ phụng cho nó, nhưng mà rồi đùng cái thì nhận được tin là cháu đã về. Thì 36 năm chờ đợi có một ngày, dạ, ngày đó cháu đã trở về. Từ Ất Mão cho đến Tân Mão. Vâng, từ Ất Mão cho đến Tân Mão. Đây là gala và cái hình ảnh của cái cô Thủy đi dưới dạng tre ạ. Đó, em Mai Phương đó. Và sau đó thì thấy hình ảnh cô ấy ôm một cái áo nhỏ xíu. Và lúc ấy chợt nhớ ra, chợt hiểu ra rằng là ba mẹ vẫn đang đi tìm mình. Lúc mới 5 tuổi thì Thủy, lúc đó tên là Mai Phương, đã được đưa đến bến Cầu Đá ở Nha Trang trong tình trạng ngất xỉu. Đó là chuyến xà lan định mệnh chạy loạn từ Đà Nẵng, mà như chị hiểu của Chili ghi nhận là ít nhất là 50 trường hợp cha mẹ để lạc mất con trong quá trình lênh đênh có 3-4 ngày trên biển đó thôi. Từ lúc gặp lại giờ thì như thế nào ạ? Có những gì thay đổi trong cuộc đời gia đình mình ạ? Vâng, từ khi gặp là tại lúc mà cháu mất đi thì tưởng là cũng không tìm được đấy. Thì cũng nhà cũng đau khổ lắm, tại vì cháu nó còn nhỏ quá. Bây giờ tìm lại được cháu thì nói chung cái không khí trong gia đình nghĩa là đổi mới. Cái niềm vui nghĩa là tăng lên rất là nhiều, hạnh phúc. Gia đình sống thấy đầm ấm hạnh phúc và cháu hôm nay cháu đã được trở về với ba mẹ, sống luôn với ba mẹ này. Sau khi lượm được cháu thì đưa cháu về quê, thì chúng tôi về quê, đó, chúng tôi đang tổ chức cái bữa lễ. Đây ở làng Phương Ngạn không? Đây là làng Phương Ngạn, nơi mà mẹ nuôi của cháu. Trước mặt đó là bà mẹ nuôi của cháu, đó là cháu Thủy cùng bạn bè, gia đình thân thích.
Ở đây thì cháu về được địa phương, gia đình đoàn tụ, rồi là bên chồng, nhà ba mẹ chồng thương yêu, rồi bà con họ hàng làng xóm ai nấy cũng đến chúc mừng cháu. Kỳ lạ là cái con sông Hiếu đúng không chú? Vâng, đây là con sông Hiếu mà ngăn cách giữa quê của tôi và quê của cháu đang ở, chỉ cách nhau có 10 cây số thôi. 36 năm nhưng mà 36 năm chờ đợi con ngày ngày hôm nay thì cháu về thì chúng tôi trước nhất là đưa cháu về để trình với họ để báo xin để mà cho cháu được là cải từ hoàn sinh. Trước đây là trong gia phả thì cháu là người mà đã gạch sổ là chết, thì bây giờ là cải từ hoàn sinh cho cháu, là xin cháu là được là sống lại và đồng thời thay đổi, xin chính quyền địa phương để đổi tên đổi họ cho cháu theo như tên cũ của cháu. Đây là ngôi nhà tư đường mà lúc tôi đưa cháu để về làm để tạ ơn và trình họ. Đây là có đứa con mà đã từ cõi chết trở về và bây giờ đoàn tụ gia đình, thì đây là lễ tạ ơn ông bà. Đây là một cái câu chuyện hậu đoàn tụ mà chúng tôi muốn kể với khán giả, bởi vì quý vị khán giả đã rất là quan tâm đến trường hợp này. Và đó cũng không phải là một lý do mà bọn cháu nhờ cô chú với em đến đây ngày hôm nay. Tối hôm nay cháu muốn nhờ cô chú với em đến đây để giúp cho một người, giúp cho một cuộc đoàn viên mà nó không được mỹ mãn như gia đình nhà mình. Chắc cô chú có xem cái chương trình Như Chị Hiểu của Chi Ly vào tối ngày 18 tháng 6 vừa rồi đúng không ạ? Bọn cháu phát ở Đà Nẵng. Xin mời quý vị khán giả cùng xem lại cái câu chuyện của chú Võ Trung Âu. Vào ngày 29 tháng 3 năm 1975, khi mà hàng triệu người dân Quảng Nam Đà Nẵng vui mừng đón con em của mình từ trên núi về trong đoàn quân cách mạng tiếp quản thành phố trong hòa bình, thì cũng có hàng ngàn gia đình trong cuộc chạy loạn không phương hướng đã để mất những đứa con. Như chia sẻ của cuộc chia ly đã tìm ra và đoàn tụ được 6 trường hợp, 6 gia đình ly tán cùng vào một ngày 28-29 tháng 3 năm 75 tại cảng Tiên Sa hay là từ bãi biển An Hải. Giờ tôi đang tìm hai đứa con là Võ Thị Hải và Võ Trung Hồng, là tự là cu, hoặc là kêu cu chứ không kêu tên Hồng. Chiếc xà lan bao cát cuối cùng chở hàng ngàn người đã rời bến. Nhưng đó là chuyến xà lan định mệnh hàng trăm gia đình ly tán trên biển trong cuộc hành trình này. Đó là khi mà chương trình kêu rồi thì nó thiệt cô ngày đêm ăn ngủ không được. Lý do là mình có cái tia hy vọng nào đó hay không? Có hy vọng chị ạ? Không, có. Đường xưa dấu tuổi xuân thì chợt như chưa. Qua chị Nguyễn Thu Hà là người chị nuôi của em Tùng, thì chúng tôi được biết một nửa câu chuyện còn lại. Tức là vào ngày đầu tiên của tháng 4 năm 1975 thì có một chiếc tàu từ Đà Nẵng, một chiếc xà lan đã cập cảng Nha Trang, và chiếc tàu đó đã lênh đênh trên biển mấy ngày liền. Đến nơi thì rất nhiều người ngất, trong đó có rất nhiều trẻ em và một số người được đưa đi bệnh viện cấp cứu, trong đó có một em trai nhỏ 6 đến 7 tuổi. Và sau đó chữa được rồi thì không có ai nhận em về cả. Một bà lao công rất là thương và đã đưa em về cho bà Nguyễn Thị Tạo. Bà Nguyễn Thị Tạo đã nuôi em, nuôi nấng em đến bây giờ. Có một điều là em kể lại rằng khi mà em lên tàu, đã lên xà lan đó, thì đi cùng với một người chị hai tên là chị Hải. Còn có chị Hải thì vừa mới lên xà lan đã bị giẫm chết rồi. Nhưng mà xin là hãy nói nhỏ cái chuyện này thôi, đừng để cho chú Âu và cô Năm biết chuyện này. Mà hãy để cho chúng tôi như thế của Chi Ly, đến tháng 7 này chúng tôi sẽ dẫn cô chú đi tìm nơi mà em Hải an nghỉ. Bây giờ thì cứ chúc mừng gia đình đã, chúc mừng gia đình vào lúc này đã. Vâng, trong công việc của chúng tôi thì không phải là luôn luôn khi mà tìm ra được thì chúng tôi tìm ra toàn niềm vui. Thì chắc chắn là bọn cháu sẽ phải tìm ra một cách nào đấy để an ủi cô chú thêm một chút nữa. Dù là đã mang em Hùng lại cho cô chú rồi và bọn cháu không thể mang em Hải lại cho cô chú nữa, nhưng mà mình sẽ cố tìm cách nào đó. Và chính vì vậy cho nên cháu muốn là chú nói chuyện với chú Bạc. Chú Bạc và cô Quế cũng là người mà cùng với em Mai Phương cũng từng đi trên chuyến xà lan cuối cùng đó. Dạ. Thưa anh, như thế này, sáng ngày 29 tháng 3
thì chiếc xà lan đó chắc là chiếc xà lan cuối cùng cập vô bến Phà Đan của Tiên Sa. Thì chiếc xà lan đó được nghe nói là được cái đầu mái kéo ra. Kéo ra rồi không biết cái đầu mái kéo luôn qua Nha Trang hay là ra máu vào một chiếc tàu thì tôi không biết. Nhưng mà chiếc đó là chiếc cuối cùng của Đà Nẵng. Thì vô tôi có vợ, tôi có chú nè, Hà khoảng 27 tuổi. Chú nói thôi để chú bồng ba đứa lớn vô rồi em bồng đứa nhỏ chị bước vô. Thì bồng ba đứa lớn bước vô rồi thì xà lan nó nhổ neo, nó chiếc cái đầu mái nó kéo ra. Kéo ra thì ba đứa con tôi đi với cái chú 27 tuổi Hà ở nhà tôi đó. Thì từ đó Việt Nam luôn. Đó. Như thế này này, yeah. Vì khi mà xà lan cập bến á, yeah. Thì lúc đó tôi là trong tình trạng là ngất xỉu, yeah. Tức là không có biết gì hết nữa, yeah. Chỉ người mà tính á, thì có thể là bà xã tôi, yeah. Thì bà xã tôi sẽ rõ được cái chuyện đó, yeah. Cái tàu cuối cùng nữa đó, yeah. Cái xà lan cuối cùng, yeah. Nó móc, nó tàu hải quân nó móc, nó kéo cái xà lan mình đi, yeah. Nhưng khi mình bị lấp ngàn ngoài khơi, yeah. Thì nó cắt neo. Yeah. Thì nó trôi bập bồng giữa biển ra, yeah. Đến khi cho đến quá khát nước mà chết, yeah. Chết rất nhiều. Thì lúc, yeah. Đó con bé tôi đây này, nó cũng nằm khi mà cũng nghe là lúc đó tôi cũng bất tỉnh, ông xã tôi cũng bất tỉnh, nhưng mà sau tôi tỉnh lại thì, yeah. Tôi bước đến xa lan khi quay lại á, quay lại tìm con, khi tỉnh rồi thì quay lại tìm con thì một đứa lạc, đứa con 5 tuổi về lạc, còn con 4 tuổi là thấy nằm gạt tay lên trán mà chết ở đó, rất là đông đứa. Thì mình nói để bồng con mình lên thì mấy người nó la, yeah. Nói bây giờ tìm người sống mà cứu con người chết người ta sẽ đem lên bệnh viện, yeah. Thì khi mình tìm đứa sống rồi thì tìm lên bệnh viện tìm không có xác con, yeah. Thì nghĩ khi nó quay trở lại thì không được nữa, yeah. Không còn con nữa, họ đem đi đâu mất rồi, yeah. Thì khi tôi vô Nam thì hai vợ chồng bắt đầu thành hành tiền đi tìm con, yeah. Tìm con thì 2 tháng sau thì tìm ra được cái con 5 tuổi, yeah. Cái con 4 tuổi này á, là tìm khắp nơi từ Nha Trang cho vào đến Sài Gòn, yeah. Mình nghĩ ai mà đem ngược về ngoài quê đi, không tìm về hướng đó, yeah. Tới đi tìm họ mà mãi không có, vô cô nhi viện tất cả các nơi đều tìm cháu mà tìm cái con này là không có, là rồi sợ là nó chết rồi đó. Thì khi mà nghĩ xác định cháu đã chết á, yeah. Bắt đầu về vợ chồng mình đi tìm, yeah. Mộ, yeah. Đi tìm thử coi cái những cái xác chết trên xà lan nó đi về đâu, yeah. Thì tôi tìm hiểu về Nha Trang thì có một cái ông già, yeah. Lúc đó ông là phải 70 tuổi này, yeah. Ông này đích thân ông chôn 75 người tại bãi Nha Trang, từ cái tàu này lên là 75 người ông chôn ở Hải Học Viện sát bên đó. Thì khi mà Hải Học Viện người ta dời đi, yeah. cái bãi cát người ta dời để ta làm bãi Hải Học Viện, người ta đưa dời ra đảo, dời thêm một cái đảo rồi cũng chưa được nữa, người thêm những đảo thứ ba. Thứ hai là bây giờ hòn tre đó, yeah. Thì vợ chồng tôi ra từ đó, nhờ ông đi thân mình đưa ra từ đó luôn, yeah. Thì thấy cả một cái đám cỏ nó mọc tùm nó lên lút hết không thấy gì, yeah. Còn đám lớn lắm, thì ông nói 75 ngôi mộ ông chôn ở đó, yeah. Ông chỉ vạch cho mình coi là dưới cỏ đó thì mỗi cái ngôi mộ là có cắm một cái cây, yeah. Gỗ mà nó mục rồi, yeah. À, thì mỗi cây mà nó khuất dưới cỏ mái á, yeah. Thì tôi về tôi suy nghĩ hai vợ chồng bàn nhau. Thế bây giờ nếu mình không làm á thì cái cỏ này sống mốc tùm và cái gỗ này mục nát ra sau này không biết cái ngôi mộ ở đâu nào mà tìm. Yeah. Thì mình nghĩ là chưa xác nhìn trong 75 ngôi mộ đó là thế nào có con của mình. Yeah. Tại vì chưa tìm cỏ nữa là biết là con mình chết là có con mình trong đó. Yeah. Thì vợ chồng nói thế bây giờ mình bằng cách là đây là tất cả nhiều không có thân nhân. Yeah. Thì trước là mình thương con mình làm, hai nữa là mình làm phước. Yeah. Để những cái người không có thân nhân, họ cũng được hưởng thân mất mồ tội. Yeah. Bây giờ con muốn mời là chú xem lại, yeah. Cái nơi mà cô chú đã xây lăng đó. Nhìn cho kỹ nghe. Vào cái thời buổi chiến tranh thì người dân chỉ biết tìm nơi, chỗ nào mà không có súng đạn để đưa gia đình để lánh nạn. Có thể là họ đi ra, họ đi vào, vùng nào mà không có bom đạn thì đi đưa gia đình đến đó. Thì gia đình chúng tôi cũng không ngoài một trong là những gia đình mà đã chạy nạn vào năm 75. Và khi đó chúng tôi đã mất cháu tại bến Nha Trang. Chính ở cầu tàu này, chính vào ngày này 16 tháng 2 âm lịch, năm nào ông bà cũng mang lễ mang hoa tới chờ tàu ra hòn tre, là hòn Ngọc Việt, mà phía sau lưng Vinpearl. Và ngay khi mà thất lạc á, thì cháu cũng trong tình trạng là
bị xỉu, cho nên chị là cứ nghĩ rằng là cháu đã chết rồi. Gia đình đi tìm mộ thôi, và khi đó quay về ở Nha Trang, tại địa phương thì người ta bảo rằng là số trẻ em năm 75 trên xà lan bị nạn thì đều là chôn ở đây, ở cái bãi mà Hải Học Viện ở Nha Trang. Sau năm 78 thì Hải Học Viện này là nhà nước cho quy hoạch và chuyển ra đảo Hòn Tầm cũng ở Nha Trang. Thì sau khi công ty du lịch ở Nha Trang thành làm cái khu du lịch ở bãi Hòn Tầm thì chuyển số 75 ngôi mộ này về đảo Hòn Tre. Trong năm 75 trên cái xà lan đình mệnh đó đã có một số trẻ em phụ nữ chết. Cứ nghĩ rằng là 75 người này là sẽ có con mình, và khi đó vợ chồng chúng tôi là quyết là bây giờ xây lại cho con mình một cái ngôi mộ, mà không phải là một cá nhân của con mình nữa, bởi vì không biết con mình là ai hết, cho nên chỉ là phải xây chung. Ở trong đó ngôi mộ là gồm có 75 người, ngoài cái bãi lần ở Nha Trang, ở cái phường Vĩnh Tuy, tỉnh Khánh Hòa, cách Nha Trang khoảng 10 cây số. Năm 1999, ông Bạc không biết bơi, theo thuyền chở từng can nước ngọt, từng cân xi măng ra đảo. Bà Quế vốn sợ ma, treo võng nằm trên bãi hoang một tháng cho đến ngày xây xong lăng. Chú Nam là hướng về tương lai, mình làm công việc mà có hữu quyết, thành thử ra là làm xong thì cảm thấy nó bớt đi một cái gánh nặng trên vai rồi đó. Những người cũng như con mình, họ hoàn cảnh như con mình, nhưng mà họ không tìm. Mà mình có cái cơ hội tìm được thì mình làm luôn. Hai nữa là chú suy nghĩ rằng là bây giờ thì người ta chưa biết, nhưng mà trong tương lai người ta sẽ biết, sẽ tiếp tục cái công việc này. Người ta biết. Nếu mình xây thì họ làm sao mất luôn. Hôm nay thì con xin Tân Hoàng Bổn Sứ cũng như cả chư hương linh hậu địa, thứ nhất là cho chồng chúng con được xóa tấm bia của địa phương, vì cháu đã được đoàn tù nhờ có chương trình chứ chưa hề có cuộc chia ly vào ngày mùng 3 tháng Giêng năm nọ vừa rồi. Lát mình gửi cái bia của cháu Phước xong rồi là mình quẹt vôi sạch thôi, để về ai ta họ tìm con gái vô gắn vô đó. Bao nhiêu lần trước thăm mộ trở về là ông bà đều thấy nhẹ lòng, riêng lần này thì quá bâng khuâng. Tấm bia đã đập đi, ông bà đã nghĩ sẽ không còn lý do nào để trở lại nơi này lần nữa, trừ khi đó là một cái chiếc xà lan đình mình. Người mà xấu số vì cuộc chiến tranh ly loạn bị tử nạn trên xà lan vì đói khát, vì cướp bóc, cho nên chỉ là không có thân nhân. Ở cái chương trình này tôi hy vọng rằng đài sẽ giúp cho những người mà có thân nhân mà đã chết năm 75 trên cái xà lan đó thì có điều kiện để họ có thể hương khói, hoặc là có thể biết rằng là con mình đã nằm ở trong số 75 người này. Dạ. Vậy là cái chuyến đó là coi như là cái chuyến cô chú đã nghĩ là chuyến cuối cùng. Cô chú sẽ không bao giờ ra đó nữa. Nhưng mà bây giờ con chỉ xin một việc, cô chú có thể giúp được con không? Có một lúc nào là chú có thể giúp là đưa chú Âu ra đó không ạ? Đây, bây giờ con cứ ra chú Âu để chú giúp. Biết đâu chú Âu lại có thể là người mà sẽ nối tiếp cái việc hương khói ở đó. Như thế này, thì khi mà đoàn tù gia đình tôi được nhận ra con rồi thì tôi có một cái điều mà ước nguyện với đàn là làm sao nhờ đài để công bố cái việc mà số người mà đã tử nạn năm 75 tại đảo đó. Vì tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi thì tôi cũng có cơ hội để mà lo ra hàng năm vào ngày 16 tháng 2 âm lịch để mà hương khói. Thế cho nên chỉ muốn kiếm một người kết là phải lo cái việc này.
thì hôm nay cô Thu Nguyên đã tìm được anh. Thì như thế thì tôi sẽ cùng anh ra đến đó, có những cái gì thì chưa làm được thì tôi sẽ tiếp, anh tiếp tục làm để cho chương trình ngày phát. Và hy vọng rằng tất cả những cái chữ hướng lên ở đó, họ ngày đêm họ cũng nguyện cầu ra. Thưa quý vị, và trong một giờ đồng hồ trực tiếp thì đội tương tác VNG đã nhận được 235 cuộc gọi, và trong đó có một thông tin mách bảo, xin gửi cho chị Thu Uyên. Và nhân đây chúng tôi cũng xin nhắc lại là chúng tôi đang tiếp tục nhận thông tin cái tổng đài trở về từ ký ức 0862605555 và hòm thư 007 trong tháng qua đã nhận được hơn 300 thông tin từ các đồng đội của các liệt sĩ cũng như là những nhân chứng mà biết thông tin về những người thiệt mạng trong chiến tranh. Xin cảm chân thành cảm ơn ạ. Thưa quý vị, và chương trình số 44 Làng Ư được phát sóng trực tiếp trên VTV1, VTV4 Đài Truyền hình Việt Nam và trên Tuổi Trẻ Online ở địa chỉ tuổitre.vn. Quý vị cũng có thể theo dõi lại chương trình này phát lại trên VTV1 vào lúc 14 giờ ngày thứ Bảy, ngày 9 tháng 7 trên VTV1, và trên VTV4 còn các giờ phát sóng như sau: 4 giờ và 22 giờ 35 phút thứ Ba ngày 12 tháng 7 và 13 giờ 40 thứ Tư ngày 13 tháng 7. Và bắt đầu từ sáng mai thì quý vị cũng thể xem lại chương trình này trên website của chương trình, hãy lên tiếng.vn hoặc trên Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ tuổitre.vn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong Như Trẻ của cuộc chiến lý số 45.